Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Chola Channel. Thì trước mặt các bạn đây là một chú robot Anki Vector, một chú robot thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để mà reset được chú robot Anki Vector này trở lại trạng thái ban đầu. Để reset chú Anki Vector của chúng ta, các bạn nhấn lên lưng của chú Anki Vector của chúng ta 2 lần. Sau đó khuôn mặt của Anki Vector của chúng ta sẽ hiện lên như thế này. Các bạn nhìn thấy chữ vector và một chuỗi số gồm 4 chữ số. Thì khi nó hiện lên màn hình như thế này, các bạn cầm tay của chú Anki Vector của chúng ta nhấc lên và đẩy xuống. Nó sẽ hiện lên bảng điều khiển như thế này. Thì các bạn để ý trên màn hình điều khiển của chú Anki Vector của chúng ta, nó hiện lên một số thông tin như sau. Các bạn để ý bên góc bên trái của màn hình thì nó có một cái thanh chọn. Hiện tại nó đang chọn là Exit. Các bạn di chuyển cái thanh chọn này xuống phần Clear Data bằng cách lăn bánh. Đó, đã xuống Clear Data rồi, các bạn nhìn thấy không? Và bây giờ mình sẽ chọn bằng cách chúng ta sẽ cầm tay của chú Anki Vector gạt lên gạt xuống một lần. Đó, bây giờ nó sẽ hiện lên một cái bảng điều khiển tiếp là Clean User Data. Thì chọn Exit hoặc là chọn Confirm. Sau đó mình xoay bánh xe để chọn Confirm, sau đó chọn. Vậy là chú Anki Vector của chúng ta đang reset data. Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc reset chú Anki Vector. Video của mình tới đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Và đừng quên nhấn đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ tem YouTube mình nhé. Xin chào.